Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng có những cái góc nhìn đánh giá lại toàn bộ cái kịch bản chúng ta đã phân tích trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ nhận định xu hướng thị trường trong tuần tới, tức là tuần cuối cùng của tháng 2. Và sau đó thì cùng nhau sẽ đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta đang liên tục theo dõi trong thời gian vừa qua. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường thì chúng ta cũng sẽ ngó nghiêng qua một chút về thị trường chứng khoán thế giới. Cái vị trí Hùng đánh dấu xanh đây chính là cái vị trí mà xảy ra cái dịch cúm nCoV, và cái điểm đánh dấu đỏ đây chính là phiên kết tuần ngày 14 tháng 2, tức là phiên kết tuần ngày tuần trước, và Hùng lê ra bản tin video số 94. Thì bản thân chúng ta cũng thấy rằng là từ chỉ số Dow Jones thì gần như cũng đã hồi phục và đang có những cái bước tiến rất là quan trọng, vượt cả cái ngưỡng ở đây là vượt cả cái ngưỡng 29.333 điểm để đi gần như là đang đi đến cái mốc rất là cao của mọi cái thời đại. Chỉ số Nikkei 25 thì chúng ta cũng thấy rằng là Nikkei cũng đã hồi phục đây vị trí mà xảy ra dịch nCoV, và chỉ số Nikkei thì cũng gần như đã công lại vùng 24.000 điểm. Chỉ số Hang Seng thì cũng đã có một cái lực hồi phục hồi nhất định, và gần như là cũng đã hồi được khoảng tầm độ 50% của những cái biến động về dịch nCoV. Chỉ số Shanghai thì nó có những cái chỉ số nó mang cái tính chất tích cực hơn, là gần như sau những cái nhịp gãy ở đây là nhịp bùng phát dịch, và bây giờ thì cũng đã gần như lấy lại ở mốc 3.100 điểm. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là các cái chỉ số chứng khoán của châu Á cũng như chỉ số chứng khoán Mỹ thì hiện tại là cũng đang có những cái dấu hiệu hết sức là tích cực. Quay trở lại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì hiện tại là trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta đã có khoảng gần 5.000 anh chị em đăng ký kênh. Kịch bản Hùng Lê đưa ra trong bản tin phân tích và định lượng thị trường ngày từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2. Thì Hùng Lê có đánh giá rằng thị trường chung của chúng ta sẽ gặp khá là nhiều khó khăn, và sau đó thì các cái khuyến nghị chủ đạo ở trong cái thời điểm hiện tại đó là những mã cổ phiếu nào mà chúng ta đạt vị thế thì chúng ta canh để chúng ta chốt, và kênh của chúng ta hiện tại là đang có 4.999 anh chị em đăng ký kênh. Bản thân cái kịch bản Hùng Lê đưa ra trong trong tuần trước đó là như thế nào? Đó là VN Index thì tiếp tục là một tuần tích lũy và gặp khá là nhiều khó khăn. Và trong cái kịch bản này thì Hùng Lê cũng đã dự báo rằng VN Index sẽ test lại vùng 925 một lần nữa. Đó, đối với kịch bản của VN Index của chúng ta sẽ test lại vùng 925 một lần nữa, và chúng ta thấy là cây nến của ngày 18 tháng 2, VN Index của chúng ta đã chạm mức thấp nhất ở 926 điểm, tức là chỉ cách cái ngưỡng Hùng Lê phân tích một điểm thôi các anh chị. Và sau đó thì cái xu thế chủ đạo khi chạm về 925 này thì VN Index của chúng ta lại hồi lại về ở đây, tức là khoảng đây cái hình mũi tên xanh này, tức là hồi lại về vùng 940, và mạnh hơn thì có thể là chạm đúng cái biên 945, tức là chạm biên trên. Và Hùng Lê đánh giá rằng là tuần giao dịch vừa rồi là một tuần giao dịch hết sức là khó khăn của thị trường, bởi vì lúc đó thì cũng có những cái đánh giá về nội tại của thị trường của chúng ta sau một nhịp rơi mạnh, và cái lực cầu chưa thể đủ mạnh để giúp cho VN Index của chúng ta có những cái bước đột phá. Đối với kịch bản của phái sinh, đúng không? Đối với kịch bản của phái sinh thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích dự báo về việc là phái sinh sẽ kéo về vùng 870. Đây 870, và mạnh hơn thì có thể ở ngưỡng này là 875 điểm, và chúng ta cũng có thể thấy rằng trong tuần cây nến phái sinh ở cao nhất ở đây là đã đạt được 873 điểm, 873 điểm trên 875 điểm trong cái mắc gap Hùng Lê dự báo. Và sau khi mà chạm về cái vùng này thì Hùng Lê tiếp tục dự báo rằng là phái sinh sẽ đạp xuống, bởi vì là ở cái vùng 870 đến vùng 875 điểm này với những cái tín hiệu hiện tại thì phái sinh sẽ chưa thể tăng ngay được đâu. Và sau khi cây nến ngày hôm qua kéo lên xanh thì cây nến ngày hôm nay phái sinh đã bị đạp quay trở lại vùng 860, và với những cái xu thế hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng cái kịch bản mà hợp đồng phái sinh sẽ test lại vùng 850, nó sẽ đi đến ở trong những phiên đầu giao dịch của tuần tới và sẽ kiểm tra lại toàn bộ cái kịch bản ở đây, toàn bộ cung cầu ở đây trước khi mình hình thành một cái nhịp hồi phục mới. Thì
Những cái kịch bản Mùng Lễ đưa ra phân tích thì đến thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là sát các anh chị nhé, khá là sát với cả VN-Index với cả cái hợp đồng phái sinh đó. Thì tất cả những cái hướng Mùng Lễ phân tích đó là những cái góc nhìn, những cái chia sẻ. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng một tuần rất khó khăn của thị trường. Tuy nhiên trong team của chúng ta có những mã cổ phiếu là có những cái chiến lược đầu tư của chúng ta thì đã có những cái mã cổ phiếu về với những cái target mà chúng ta phân tích và định lượng, tí nữa Hùng sẽ phân tích ở cuối bản tin đó. Ví dụ như Cotecom, ví dụ như PHR đúng không ạ, ví dụ như VIB, ví dụ như là VGI đó. Và VGI cũng đã hoàn thành mục tiêu vùng giá 3x ở đây, từ cái vùng chúng ta phân tích ở đây. Như vậy là trong những cái khó khăn nhưng mà trong team của chúng ta và những cái góc nhìn của Lê cung cấp cho tất cả những anh chị em của chúng ta đều đã có những cái góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn về thị trường của chúng ta cũng như về tất cả các mã chứng khoán. Thì kênh của chúng ta là kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì ở dưới các bản tin, các anh chị có những cái comment hỏi về cổ phiếu thì Hùng Lê, ngoài những cái cổ phiếu Hùng Lê phân tích ở trên Zoom thì các anh chị có thể comment lên đây và Hùng Lê sẽ bố trí thời gian để chúng ta sẽ sắp xếp để chúng ta phân tích. Còn đối với tất cả những anh chị em đã thuộc team của Hùng Lê thì Hùng Lê đã hỗ trợ thông qua Room VPBS, VPSNO01. Thì trên Room này thì trong một tuần thì chúng ta có rất nhiều những thông tin ở trên này các anh chị, về thông tin về cổ phiếu và thông tin về những về 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 thị trường đó. Và và có những cái dòng, có những cái sự phân tích cực kỳ là chi tiết đó. Ví dụ như là khi phân tích STK đúng không, những cái ngày phân tích STK rồi tất cả cuối các phiên giao dịch, và đặc biệt là những cái bản tin những cái bản tin vào tối chủ nhật và tối thứ tư để Hùng Lê cập nhật về tổng quan nhất về thị trường, nó. Và trong một tuần thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái thông tin để chúng ta trao đổi trên team. Thì Hùng Lê cũng mong muốn là với những cái góc nhìn và những cái chia sẻ của Hùng Lê, nếu như các anh chị của chúng ta có những cái quan điểm, đồng quan điểm và đồng hướng, đồng suy nghĩ thì chúng ta cũng sẽ về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Ok, đấy là một vài cái ý chúng ta tổng kết và điểm qua lại cái kịch bản chúng ta đã phân tích trong tuần vừa rồi. Đó, với VIX thì có lẽ là một cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc. Khi VIX gãy nền ở đây là gãy nền 114 thì Hùng Lê đã có những cái dự báo về việc là VIX sẽ đánh đạp về vùng đây 104, vùng 105. Và chúng ta thấy rằng là VIX đã rơi về đúng cái vùng hỗ trợ ở đây, và sau đó thì VIX đã có những cái động thái bắt cầu đi lên. Thì với bản thân là những cái động thái bắt cầu này thì nó chỉ mang cái tính chất T cộng thôi, và khả năng thì VIX sẽ chạm được đâu đó, mắc thì cũng chạm được về vùng 112, và những anh chị nào mà chúng ta bắt đáy được thì chúng ta sẽ nhanh chân lẹ mắt để chúng ta té hàng, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì VIX chưa phải là một cái mã cổ phiếu mạnh để chúng ta có thể tham gia đầu tư. Và những cái mã, những cái nhịp này nó mang tính chất là nhịp hồi để kéo thị trường. Vinhome trong giai đoạn hiện tại thì lực cầu nó khá là thấp, và bản thân thì Hùng Lê đánh giá rằng Vinhome đang trong một cái quá trình tích lũy và market cap có thể đạt được ở vùng 89 đến vùng 90. Và những cái nhịp này đang được gọi là những cái nhịp tích lũy, và xu hướng của Vinhome thì nó sẽ đi ngang ở quanh cái biên vùng 86 ở đây, tiếp tục đi ngang, người ta vẽ màu vàng gọi là tham chiếu để thế cho nó dễ hiểu. Tiếp tục đi ngang và có thể có những cái nhịp hồi lên khoảng vùng 88 đến vùng 89, và sau đó thì chúng ta sẽ phải cần chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại để chúng ta có thêm những cái đánh giá tổng quan của Vinhome. Còn hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy cái động lực tăng giá VRE. Trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng VRE có những cái nhịp hồi phục mang tính chất gọi là hồi phục yếu. Và ở cái ngưỡng 32 là Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rồi, tức là khi chạm về đây thì kiểu gì cổ phiếu cũng chỉnh. Và trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, tức là nếu như mà tạo lập mà có ý định đánh tiếp, tức là sẽ đánh về khoảng chạm vùng 31
đến vùng 31.5 và tiếp tục đánh lên. Tuy nhiên trên thực tế thì cây nến ngày hôm nay nó bị gãy, và trong cái giai đoạn hiện tại thì VRE, bản thân VRE cũng như vậy, tức là nó hồi phục ở trong một cái biên ngắn. Hồi phục trong một biên ngắn, chính vì vậy nên là gần như Hùng Lê không có khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư vào mã cổ phiếu này. Vinamilk và SAB. Bản thân Vinamilk sau một cái nhịp đạp cãi mạnh hôm nay thì Vinamilk có một cái tín hiệu về các cái thông tin về xuất khẩu. Tuy nhiên với những cái động thái hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng Vinamilk cũng chưa thể tăng mạnh được, và Vinamilk vẫn đi cái kịch bản Vinamilk đi ngang tích lũy nền ở vùng 105 đến khoảng vùng 106. Những cái tín hiệu như này thì nó chưa đủ sức thuyết phục để chúng ta có thể tham gia nhịp này, và nhịp này thì chúng ta chủ yếu quan sát Vinamilk. Và cái xu hướng của Vinamilk sẽ đi ngang ở quanh cái vùng này. Mắc nó sẽ có thể tạo được ở khoảng vùng 110. 110 chạm về đây thì nguy cơ là lệnh chỉnh giảm, nên là những cái nhịp đánh này thì chúng ta cũng không tham gia SAB. Đối với SAB thì cũng không có gì nổi bật đúng không ạ? Đó, những cái kịch bản Hùng Lê đưa ra đó là những cái việc mà SAB sẽ đi lên đi xuống và đi ngang ở quanh vùng 180. Kỳ vọng là SAB không gãy. Trên cái lý thuyết thực tế thì những cái tác động tiêu cực đến ngành bia rượu thì chúng ta cũng đã biết rồi, và khả năng thì xu thế là SAB sẽ đi vào một cái trend giảm trung và dài hạn. VDC. VTC thì đã có những cái tác động tiêu cực thì ai cũng biết rồi, dịch cúm nCoV, hàng loạt các chuyến bay nó bị hoãn, bị giảm. Chính vì vậy nên là VTC cũng đã có một nhịp rơi rất mạnh, và hơn thế nữa thì VTC cũng đã có một cái nhịp tăng ở trước đó, thì cái nhịp này nó rơi thì nó cũng hoàn toàn là bình thường thôi, nó không có cái gì cả. Kịch bản hiện tại thì Hùng Lê cũng đã có đánh giá rồi, sau khi mà chạm về vùng 120, hồi phục maximum chạm được khoảng vùng 130 đến vùng 131, và sau đó thì VDC sẽ chỉnh giảm lại. Và quá trình này thì VDC sẽ có những cái gọi là những cái đi ngang, tức là đi lên đi xuống, đi đi gọi là không 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 có cái mùi vị gì đây cả, và cứ đi như vậy, đi đến khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng à đủ rồi, có thể đầu tư được rồi thì chúng ta sẽ đầu tư. Còn hiện tại xu thế hiện tại của VDC cũng không có gì đáng lưu tâm. BVH. Kịch bản cho BVH thì Hùng Lê cũng đã có vẽ rồi, đó là sau khi mà BVH chạm về vùng 50 55 và có thể hồi phục mắc chạm vùng khoảng 61, khoảng vùng 61, sau đó lại đạp xuống, lại test lại ở cái vùng 55. Sau đó lại có những nhịp hồi phục lên, khả năng là sẽ hồi phục chạm đến khoảng vùng 60 và lại chỉnh giảm. Đại loại nôm na là trong cái giai đoạn này thì BVH vẫn xu thế chủ đạo là đi lên đi xuống, đi ngang ở quanh những vùng này, và cũng không đáng để đầu tư, bởi vì hiện tại là trụ chúng ta chưa có những cái tín hiệu thực sự là mạnh. MWG và PNG. Đối với MWG, trong một cái xu thế tổng thể thì chúng ta cũng có thể thấy rằng MWG đã đi về bên kia con dốc, tức là trong một cái xu thế downtrend rồi, và cái việc là MWG đã có một quá trình phân phối ở vùng 125 đến vùng 130, thậm chí là lên vùng 120 là MWG đã phân phối, và sau cái nhịp phân phối này thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích chỉnh giảm ở đây. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin của Hùng Lê trước đây. Bản thân sau khi cái nhịp này thì MWG đang có cái nền hỗ trợ đây 105, và hiện tại ở cái biên tích lũy này là chưa bị gãy, 105, 108 chưa bị gãy, thì nó có những cái điểm hút cầu đi lên, và Hùng dự báo rằng mắc cáp ở trong cái nhịp này, mắc cáp có thể sang tuần thì MWG sẽ lình xình thêm một hai phiên ở đây nữa, và mắc cáp có thể đạt được đến vùng 115. Và đối với cổ phiếu MWG, các anh chị canh chốt không đầu tư mã cổ phiếu này nữa, bởi vì Hùng thấy là cái lợi nhuận nó không được bao nhiêu, và cái nguy cơ chúng ta phải đón chịu rủi ro đối với MWG là rất là lớn. PNG. Bản thân PNG, kịch bản Hùng Lê đã đưa ra đó là khi PNG chạm về vùng hỗ trợ 80 đến 81, tích lũy thành công ở vùng này thì cái mắc gap mà PNG tạo được đó là ở khoảng vùng 86
vùng 86.5, market cap tạo được ở vùng 86.5, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong phiên ngày 20 tháng 2 thì P&G đã chạm được khoảng vùng 86.4, tức là ở cách 0.1 nữa là về đến cái target mà chúng ta phân tích ở đây. Và về đến đây thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo cho các anh chị rồi, tức là cái nhịp hồi phục này P&G chỉ đến đây thôi. Và sau khi P&G đi đến đây thì lại có những cái nhịp mà khả năng là P&G sẽ đạp lại về nền 81 đến nền 82. Và trên thực tế thì P&G đã có hai phiên chỉnh giảm rất là mạnh, và với kịch bản này thì P&G có khả năng lại quay về vùng nền 81 82 để tích lũy quay trở lại. Và về đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để chúng ta có hay không cái động thái để chúng ta mua tiếp, thì Hùng Lê sẽ cần thêm những cái tín hiệu của phiên ngày thứ hai và thứ ba, và có thể đến tối ngày thứ tư thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật cái mã cổ phiếu P&G trên team Zalo. Bản thân ngày hôm nay thì một số các anh chị có nói rằng là P&G, tại sao P&G để chỉnh, P&G ra tin tốt như vậy tại sao lại chỉnh đây. Đây những cái thông tin báo cáo đây, và Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích đúng không ạ, trong phiên ngày hôm qua các anh chị nhìn đấy nhá, trong trong ngày hôm qua là Hùng Lê đã có những cái cảnh báo về FPT này. Đó, cảnh báo về FPT này, FPT đã hoàn thành nhịp sóng hồi này, market cap ở vùng 55, và bây giờ là quyết định của chúng ta. Đấy, và nhà đầu tư tự tự quyết định. Và sau cái cảnh báo của FPT thì cũng có luôn cảnh báo của P&G đã hoàn thành mục tiêu sóng hồi từ vùng 81 và chạm ngưỡng target ở đây là 86 đến vùng 87. Đây là những cái tin nhắn, những cái cảnh báo sớm. Đây, ngày hôm qua đây các anh chị, 7 giờ 54 phút, tức là trước giờ giao dịch khoảng 1 tiếng thì Hùng Lê đã có những cái cảnh báo trong phiên ngày hôm qua để cho chúng ta rất là cụ thể hóa luôn, để chúng ta, và ngày hôm nay tin ra hay không thì cũng không quan tâm, nhưng cái chính là chúng ta đã nắm được cái kịch bản rồi thì cứ thế mà chúng ta diễn, chứ chúng ta không cần thiết phải quá nhiều về tin tức hay vân 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 vân. Hùng Lê cũng không thích về cái tin tức lắm. Bình Minh BMP, bản thân Bình Minh là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đặt khá nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng về 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 một cái trend chung và dài hạn. Tuy nhiên đối với Bình Minh thì trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khả năng thì Bình Minh đang có những nhịp xây nền. Những nhịp xây nền này thì nó vì cổ phiếu đánh ở trend dài nên cái nhịp xây nền của của Bình Minh nó khá là dài. Tức là nhịp đánh dẫn của nó từ vùng 42 lên vùng 52 và nó rũ sạch sẽ luôn các anh chị nhé. Nó rũ sạch sẽ luôn, và sau đó thì chúng ta dò tìm lại cái vùng 40, tức là Hùng đã có tìm tìm một cái vùng mục tiêu đây này, tức là cái vùng 44 này là cái vùng mục đánh giá là Bình Minh sẽ tích lũy ở đây. Tuy nhiên là Bình Minh lại đạp tiếp một nhịp nữa rồi mới kéo lên. Thì trên những cái góc độ hiện tại của mã cổ phiếu Bình Minh thì Hùng Lê cũng đã thấy rằng những cái lực cầu đã có những cái lực cầu rất tốt ở của Bình Minh ở trong giai đoạn hiện tại, và chúng ta có thể canh để chúng ta có những cái nhịp trả cung. Thì Hùng đang đánh giá rằng những cái nhịp trả cung có thể đến từ khoảng vùng 42.5 đến khoảng vùng 43. Đây là khả năng thì sẽ có những cái nhịp trả cung về quanh đây, và tuần tới thì chúng ta có thể canh để chúng ta tham gia 30% vị thế ở vùng này. Và sau khi chúng ta tham gia 30% vị thế ở vùng này thì chúng ta chờ lại Bình Minh đánh vượt thoát vùng 44 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Và ở trong nhịp này trước hết thì chúng ta sẽ kỳ vọng Bình Minh có thể đánh chạm lại khoảng vùng ở đây này, cái target max của Bình Minh có thể đạt được dự kiến khoảng khoảng vùng này, tức là khoảng vùng 47 đến vùng 47.5 ở đây. Đó thì đối với Bình Minh là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, và nếu như chúng ta xét ở một cái kênh xu thế chung và dài hạn thì cái vùng giá 40 này cũng có thể đánh giá rằng đây là một cái vùng xoay chiều để cho cổ phiếu bắt đầu một cái trend xu thế hay là một cái kênh xu thế bẻ pha của Bình Minh. Thì chúng ta sẽ chờ đón những cái dữ liệu tiếp theo để chúng ta nói về cổ phiếu Bình Minh. Thì những cái mã cổ phiếu nào Hồng Lê nhấn mạnh, Hồng Lê báo với các anh chị là tuần sau chúng ta có thể tham gia đầu tư thì chúng ta nốt lại để chúng ta có được những cái điểm vào đẹp nhất. Gì cơ điện lạnh gì đó. Cơ điện lạnh gì thì trong một cái nhịp phân tích sóng hồi ở đây thì Hùng Lê đã đưa ra ở đây cho các anh chị ở khoảng vùng 35.7 là gì, khi chạm về đây thì gì sẽ có những cái tác động ngược và khả năng thì gì sẽ có những cái nhịp đánh trở lại. Và nếu như chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ dài thì Hùng Lê đang kỳ vọng gì, tức là cái điểm mà chúng ta chờ đợi để chúng ta đánh một cái chen sóng một cái nhịp thì Hùng đang chờ đợi khoảng vùng 32 đến vùng 32.5.
Ở đây thì đây mới là những cái vùng mà khả năng đây mới là những cái vùng đẹp, và những cái xu thế hiện tại thì dòng tiền cũng chưa thực sự là mạnh đối với Di, nên là khi chạm ở đây thì Di lại có lại xu thế test lại nền, tức là test lại nền 33 đây này, khả năng là test lại nền 33 thì cũng không 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 về ép sâu như vậy, và về đây gặp hỗ trợ thì cổ phiếu lại lên. Tức là cái quá trình để hình thành nên một cái xu thế mới thì nó cần rất nhiều thời gian, và đối với hiện tại Di thì cũng chưa có nhiều động lực, nên là chúng ta cũng nếu chúng ta có đánh thì chúng ta cũng đánh ít, tỷ trọng thấp. Ok, chúng ta phân tích FPT. Bản thân FPT ở trong một kênh xu thế trung hạn thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích ở đây rồi, tức là cái mô hình vai đầu vai, và ông FPT thì khi ông phân phối, ông sẽ phân phối rất từ từ. Các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. FPT phân phối ở một cái giai đoạn dài rồi FPT mới sập. Đó, mới sập. Đó, vậy thì bây giờ trong cái giai đoạn hiện tại cũng như vậy, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm hội tụ của FPT ở một cái vùng thấp hơn. Chưa khoảng vùng 42. Tuy nhiên ở trên cái nhịp mà chúng ta phân tích những cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ phân tích theo những cái trend sóng hàng ngày, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã có những cái định lượng cho các anh chị, đó là mắc cáp của trong cái nhịp hồi này thì FPT đã hồi hồi sẽ chạm được khoảng vùng 55, và trên thực tế thì cái cây nến ngày hôm nay là cây nến mà chúng ta ngày 12 tháng 8 mà chúng ta hoàn toàn có thể chốt trọn vẹn FPT ở vùng giá từ 55 đến vùng giá 56. Và trong phiên ngày hôm nay thì FPT đã quay đầu giảm điểm với một cái lực chốt khá là mạnh, xu thế dòng tiền đang đi xuống, và với một cái kịch bản hiện tại như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là FPT sẽ có một cái nhịp chỉnh giảm, và nó sẽ rơi lại về cái nền đây này đó, và có thể rơi lại nền này thì nó sẽ có một vài cái nhịp hồi phục ngắn ở đây, và sau đó thì có những nhịp giảm có thể là sẽ như này đó. Đấy là kịch bản Hùng Lê tiên lượng sẵn, còn với thời điểm hiện tại là FPT gần như trong team của Hùng Lê cũng đã ra trọn vẹn, những anh chị gọi là bị kẹp hàng lại thì cũng đã nám lại trên những cái quan điểm phân tích của ông Lê thì đã bán được FPT hôm nay ở khoảng vùng 55 đến vùng 56. Như vậy rất là tuyệt vời. Gọi là thoát được kiếp nạn. Novaland, Novaland thì như thế nào ta? Novaland trong giai đoạn hiện tại không có gì đi ngang. Em này thì em ấy cũng tạo lập thị trường thôi. Chúng ta sẽ đi phân tích dòng dầu khí. Thì bản thân dòng dầu khí thì Hùng Lê cũng đã có những cái định lượng rất là dài cho các anh chị rồi, đó là dòng dầu khí của chúng ta dự kiến sẽ chỉnh hết khoảng quý 1 năm 2020, và sau đó đến quý 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành ngâm cứu đến nhóm ngành dầu khí. Đối với kịch bản của gas thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng đây cho các anh chị rồi, tức là trong cái nhịp hồi thứ nhất là gas có thể chạm lại vùng mắc mắc ở trên này, đó là khoảng vùng 89 đến vùng 90, sau đó thì gas sẽ chỉnh giảm đó, những kịch bản mà chúng ta vẽ trước, và ở đây mũi tên giảm đây các anh chị nhé, và sẽ giảm lại test lại ở đây vùng 85, và trong phiên ngày hôm nay thì đóng cửa ở vùng 85.4 đó. Vậy thì nếu như chúng ta nhìn ở trên góc độ tuần chẳng hạn thì gần như những cái kịch bản của chúng ta phân tích khá là hoàn hảo đúng không ạ, dự báo là nó chỉnh về 85 mà bây giờ đóng cửa 85.4 gần sát, lệch không lệch 400 đồng, và sau đó thì có thể ở đây gas sẽ lại có những cái nhịp hồi phục ngắn ở đây, và cơ bản xu thế hiện tại dòng tiền hiện tại thì có thể gas sẽ đi lừng khừng, nói chung là đi lừng khừng, mà cái động thái đi lừng khừng thì chúng ta tránh xa ra, bởi vì là cái cơ hội nó chưa đến thì chúng ta không nên tham gia làm gì cả, chúng ta sẽ chờ đợi ở những cái góc độ tốt hơn. PVD, những kịch bản của PVD đây đã vẽ cho các anh chị đây rồi, hồi lên rồi đạp đạp, nói chung là cứ đạp vài nhịp thì khả năng rồi cũng sẽ đi về đến vùng 12 thôi, và đến thời điểm hiện tại thì PVD cũng chưa xứng đáng để chúng ta đầu tư, và chúng ta sẽ cần chờ khi PVD đi về biên 11.5 đến biên 11, và ở đó thì chúng ta sẽ chiến đấu và chiến đấu sau. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Những cái nhịp hồi mắc này có thể chạm lại được đến vùng 17, và Hùng Lê đánh giá là PVS sẽ có những cái nhịp là khỏe thì nó sẽ chỉnh về lại vùng 15 đến 15.5, còn yếu thì sẽ về đến khoảng vùng 13.5 đến vùng 14, và khi mà PVS chạm được đến về vùng 13.5 đến vùng 14 hoặc thậm chí vùng 13 thì khi đó chúng ta mới nói đến câu chuyện của PVS. PVT,
PVT thì như thế nào nhỉ? PVT ngày hôm nay cũng bị chốt khá là mạnh. Bản thân PVT thì đây, chúng ta đang tìm thấy một cái vùng kháng cự ở vùng 14, và trong những cái góc độ hiện tại thì chúng ta đánh giá rằng là PVT sẽ có những nhịp đánh lên đánh xuống và phải đánh break được, thủng được cái vùng 14 thì chúng ta mới có được một cái target ở vùng 16. Biên ở đây, gọi là Hùng Lê khuyến nghị ở cái vùng biên tích lũy trung bình của cổ phiếu này ở khoảng vùng 13.3. Hôm nay là 13.2 thì kể cả chúng ta mua thì chúng ta mới bị lỗ một tí thôi. Và cái xu hướng hiện tại tức là PVT khả năng là nó cũng đi song trùng với nhịp của dòng dầu khí, tức là nó sẽ đi ngang và trong cái biên tích lũy ở đây, để khi nào mà gọi là song trùng với cái nhịp và kết thúc nhịp chỉnh của dòng dầu khí thì lúc đó thì PVT sẽ có những cái nhịp đánh lên ở đây. Và cái thời gian còn lại thì như vậy là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì PVT vẫn đang có những cái xu thế đánh lên đánh xuống ở quanh cái vùng này, quanh vùng 13 đến 13.3. PLX đó, PLX kịch bản thì cũng đã sẵn sàng ở đây. Đó là gì? Hồi phục mắc sẽ chạm được khoảng vùng bao nhiêu đấy? Khoảng vùng 53 đến vùng 53 chấm đến vùng 54, và sau đó thì PLX lại có những nhịp chỉnh giảm ở đây. Giảm lên đến đây rồi hồi lên rồi giảm. Tóm lại là nhóm ngành dầu khí bây giờ nó là ông lừng khừng, nếu mà nói đúng hơn là ông say rượu. Tức là ông đi đoạn, ông nghỉ đoạn để vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa tích lũy, và chắc ông đi sẽ hết quý 2, xin lỗi cả nhà, hết quý 1 và đến quý 2 thì chúng ta sẽ tính toán. Thì đấy là Hùng Lê đã đưa ra cho các anh chị về những cái định hướng về về ngành rất là rõ ràng luôn, rất là rõ ràng luôn. Ok, chúng ta đến nhóm ngành ngân hàng. Em Vietcombank này là em mà Hùng Lê đã kỳ vọng là Vietcombank sẽ có một cái nhịp đánh lên vùng 94 đến vùng 95 sau khi mà đi ngang siết chặt ở cái nền 89 và không gãy, ở đây là không gãy nền 87.5. Ngưỡng kháng cự break được qua vùng khoảng vùng 91 thì như vậy là chúng ta đang chờ một cây nến đây, một cái cây nến xanh break mà chưa nhìn thấy. Một lý do thì cũng có thể là tại thời điểm hiện tại thì nhóm ngành ngân hàng đã có những cái sự suy yếu nhất định. Suy yếu nhất định thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta phân tích từng cái mã cổ phiếu. Chính vì vậy nên là Vietcombank cũng chưa thể kéo lên được, và cũng có thể là tạo lập sẽ tính toán ở một cái tọa độ là khi những cái mã cổ phiếu khác chỉnh thì sẽ kéo Vietcombank. Nó ví dụ như khi Bit chỉnh, Công Thương chỉnh thì sẽ kéo Vietcombank. Thì bản thân Vietcombank thì trong team của Hùng Lê một số các anh chị cũng đang nắm, thì Hùng Lê khuyến nghị là bây giờ cứ nắm đã, đó cứ nắm đã để chúng ta chờ một cái cơ hội thoát hàng ở cái vùng nó cao hơn. Tại vì là các anh chị đua theo ở một cái đâu đó, ở một cái nhịp ở đâu đây, ở vùng 95 hay sao này mới bị kẹp, chứ còn thực ra với quan điểm của Hùng Lê là không bao giờ mà khuyến nghị mua ở những cái vùng mà đã bị gọi là lỡ đà. Đó, lỡ đà là thôi, bỏ qua, khó quá bỏ qua. Đấy là quan điểm. Bản thân đối với Bit thì hôm nay Bit đã có một cái lực chốt khá là mạnh, 2 triệu 6 cổ phiếu, và rơi mạnh và rơi gãy qua ở đây, qua gãy qua cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 50. Thì trên những cái quan điểm hiện tại của ông Lê đó là sau khi mà Bit đã hồi phục lên đến vùng Bit đã hồi phục lên vùng 55 thì Bit sẽ quay trở lại về nền ở đây. Sớm muộn gì thì cũng sẽ về nền 48 đến 48.5, và đến bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy được cái sự hiện hữu. Bởi vì khi đó thì Hùng Lê có nhìn ở một cái góc độ tổng thể là Bit đang chỉnh, các anh chị nhé, Bit đang chỉnh. Đó, và những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở vùng target 55 này gần như là tuyệt đối. Tuyệt đối ở trong cái nhịp phân tích sóng lên và tuyệt đối trong cái nhịp phân tích sóng hồi. Và khi chạm 55 thì Hùng Lê đã có những cái bản tin phân tích từ tuần trước đúng không ạ? Trong một cái nhịp là Bit sẽ giảm. Đó, và mục tiêu thì Bit sẽ giảm về vùng 48 48.5. Nếu tại vùng này mà Bit không tích lũy được các anh chị nhé, thì Bit sẽ gãy. Đó, Bit sẽ gãy và sẽ gãy xuống ở đâu nữa? Sẽ gãy xuống ở khoảng vùng 45. Vùng 45 này chưa chắc đã tích lũy lại được đâu, và như vậy là có thể rơi về vùng 42.5 đến vùng 43. Thì đấy là những cái dự báo sớm. Và đến từng hàng tuần và đến từng cái ngày thì Hùng Lê sẽ có thêm những cái định lượng. Và đối với Bit thì rõ ràng là các anh chị cũng thấy rằng là Hùng đã không còn khuyến nghị các anh chị đầu tư trong thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Ok, tiếp theo đến một mã cổ phiếu nữa mà Hùng Lê cũng thấy là nhức nhối, CTG. Bản thân CTG thì Hùng đã có một cái nhịp phân tích sóng lên ở bên này, và cái target mắc ở khoảng vùng 27 đến vùng 28 thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị cho các anh chị ở cái vùng này.
Một số anh chị có nói rằng là ôi công thương khỏe thế mua vào đúng không? Đây, bản thân là trong team của mình đây thôi, các anh chị cũng gần như là không không có được những cái định lượng đấy về những ngày trước đây. Có những người đây đây này, cách đây chỉ có 8 ngày thôi, 5 ngày. Đó, thì mọi người cũng bảo công thương không thể thủng được vùng 26.5. Đấy. Đấy, tất cả này rồi 5 ngày trước. Đây, anh chị 5 ngày trước nhá. Chính là cái bản tin. Ok, chính là cái bản tin tối chủ nhật đây luôn luôn luôn. Đây. Ngày 16 tháng 2, chuẩn chưa? Ngày 16 tháng 2. Ngày 14 kết thúc và tối chủ nhật thì Hùng lê ra bản tin này luôn và Hùng đang đây. Nhóm đang phân phối, tức là nhóm ngành ngân hàng này đang có sự phân hóa rất mạnh một số mã cổ phiếu trong quá trình phân phối. Sau khi hoàn thành target, một số đang hình thành nền tích lũy tăng giá. Nhóm cổ phiếu phân phối có thể tính toán đó là công thương ở phân phối ở khoảng vùng 28, VBank ở khoảng vùng 28, BID ở khoảng vùng 20, BID khoảng vùng 55 và Techcombank ở vùng 24. Đây, TCB. Ngay từ đầu tuần thì Hùng Lê đã có những cái cảnh báo dành cho các anh chị là những mã cổ phiếu này, Techcombank có đúng phân phối ở vùng 24 không anh chị? Chạm đến 24 lăn đùng là chết ở đây rồi. Đó. Vậy thì đấy là những cảnh báo cực kỳ sớm đây, và những cái nhóm tích lũy đang tăng thì Hùng Lê đang kỳ vọng ở HDBank, ở MBB, Vietcombank và đến ACB, SHB, STB, VND, VIB ở vùng 7.5 đó. Vậy thì rất chi tiết luôn. Đó, vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là chúng ta đừng có cố đấm ăn xôi. Cái gì nó không thuộc về mình thì hãy cứ để không thuộc về mình đi. Đó, và chúng ta thấy rằng là những cái đánh giá mà Hùng Đình Lượng của Hùng Lê phân tích về việc là những cái nhịp đây đang là những nhịp kéo xả của công thương để các cái tạo lập các cái tay lớn sang hàng cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ vào trong phiên ngày hôm nay, thì chính thức là công thương đã gãy vùng 26.3. Đồng nghĩa với việc là công thương sẽ có những cái nhịp rơi lại ở vùng 24.5 đến vùng 24, khả năng cao là như vậy. Và vùng 24.5 thì chắc chắn rồi, nhưng mà không biết là vùng 24 thì có đạt được không, và thậm chí mạnh hơn các anh chị, thậm chí mạnh hơn là trong một cái nhịp phân phối mạnh của công thương, các anh chị cứ cẩn thận là có khi là về đến tận vùng 22.5. Đó, vậy thì đến bây giờ còn ai còn đủ dũng cảm để mua công thương nữa không ạ? Và ai còn đủ dũng cảm để không nghe những cái khuyến nghị của Hùng Lê nữa không ạ? Đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hết sức là bình tĩnh trong những cái quá trình mà chúng ta giao dịch, và những cái góc nhìn mà Hùng Lê đưa lại đó là những cái góc nhìn khách quan nhất, tối ưu nhất, và các anh chị lấy đó làm tham khảo vào cái quyết định đầu tư của mình. 10 cái tư vấn của Hùng Lê thì nó đúng được khoảng 7 cái, 3 cái sai, hoặc là đúng được 6 cái, 4 cái sai. Đấy là câu chuyện rất bình thường trên thị trường. Bản thân ACB thì trong một cái sóng chung và dài hạn thì chúng ta có thể nhìn một cách tổng thể như này trên biểu đồ tuần. ACB đi ngang, gần như là đi ngang cả năm 2019 và một phần của năm 2018, 6 tháng của 2018, và đi ngang vùng 2019, gần như tích lũy đi ngang ở trong một cái biên độ hẹp. Và hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là đang có những cái tín hiệu mà để đánh vượt nền, tức là đánh vượt cái nền ở đây là vượt nền 24, đấy là cái nền gọi là cái nền bò đi bò lại trong suốt một năm qua. Thì những cái tín hiệu dòng tiền hiện tại của ACB đang khá là tốt. Tuy nhiên là khi mà có những cái phiên tăng gấp tăng vấp như này thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo, đã có những cái dự báo ở đây cho các anh chị đây. Đó. Khi khả năng là sẽ kéo một nhịp về khoảng vùng 26.5 đến vùng 27 và sau trả lại cung cầu khoảng vùng 25.5. Thì phiên kết tuần là đã trả về vùng 25.7, như vậy là nó cũng khá sát với những cái phân tích định lượng của chúng ta ở trong bản tin video số 90, xin lỗi cả nhà. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật chỉnh như hiện tại thì chúng ta có thể mường tượng rằng là cái vùng hỗ trợ 25 đây, khả năng cao là ACB sẽ tích lũy lại vùng 25 và chúng ta dự phòng thêm một cái điểm mua nữa ở khoảng vùng 24.5. Đây là những cái điểm mà chúng ta dự phòng trong trường hợp là cổ phiếu bể ở vùng 25 thì có thể ở vùng 24.5, và chúng ta ở những vùng này thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta mua. Quan điểm của Lê trong giai đoạn hiện tại là ACB đánh được rồi và chúng ta có thể nắm giữ ở một cái kênh xu thế dài hạn của ACB.
ổn ổn định. Mặc dù là em này rất là nặng mông, từ trước đến giờ thì gần như Hùng Lê không có phân tích và khuyến nghị đầu tư, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là Hùng đang nhìn thấy có những cái gọi là những cái chớm chớm bắt đầu có nụ rồi, không biết là có nở hoa được không thì không biết, nhưng mà nụ bắt đầu có rồi. Ok, Techcombank, HDBank, MBB, ta nói đến MBB trước. Bản thân MBB thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng ở đây, tức là gì? Khi mà MBB có những cái lực cầu kéo lên ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng MBB có một cái kháng cự ở đây rất là mạnh, và kể cả là như là đây những cái kịch bản mà chúng ta đã vẽ sẵn của MBB ở đây rồi, thì kể cả khi MBB kéo lại về vùng 22 thì đây Hùng Lê đã vẽ sẵn rồi, tức là khả năng là chưa thủng được đâu, và MBB lại quay lại về nền, tức là trong cái dự báo của Hùng Lê thì sẽ quay lại test lại ở vùng 24.5. Tuy nhiên trên thực tế thì cây nến ngày hôm nay là coi như là đã test lại đúng cái vùng hỗ trợ đây 21.2. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì MBB lại tiếp tục có những cái động thái gọi là đánh lên, vẫn lại lại theo những cái gọi là cái kiểu đi như này, tức là gọi là đi lừng khừng như ông say rượu đấy, tích lũy lại nền này đó, đánh lên đánh xuống và sẽ chờ một cái mút ở đâu, một cái thời điểm chín muồi ở cái thời điểm cuối cuối con đường này thì chúng ta sẽ có được những cái phân tích định lượng về MBB ở đây, và đấy là những cái kịch bản chúng ta đưa ra với giai đoạn hiện tại. Thì như như những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại trong tuần vừa rồi, sau một điểm kéo lên mạnh và MBB trả hết cung cầu như này đó, thì chúng ta lại phải cần thêm thời gian đối với mã cổ phiếu MBB. Techcombank Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về vùng phân phối của Techcombank dự kiến ở khoảng vùng 24. Thì các anh chị cũng thấy rằng là phiên này là cái phiên ngày thứ đây phiên thứ hai, phiên ngày thứ ba thì Techcombank đã chạm vùng 24.1 và sau đó thì Techcombank đang giảm, và với những cái động thái này thì Hùng Lê đánh giá rằng Techcombank sẽ về kiểm tra lại ở nền 22.5, và nền này không gãy có thể tích lũy lại thì như vậy là sẽ có một cái nhịp hồi phục ở đây. Ngược lại nếu cái nền này mà bị gãy thì xong các bạn, nếu bị gãy thì lại về kiểm tra lại cái vùng nó sâu sâu ở dưới này cơ đó, thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của vùng 22.5 trước, sau đó thì chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. HD Bank. Đối với HD Bank thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng ở đây, tức là cái mục tiêu là lấp lại cái vùng gap ở đây. Đó là vùng 28.5 đến vùng 29, và hiện tại thì đã lấp xong rồi. Phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí đó là HD Bank mà giữ được ở vùng nền 28.5 thì đẹp. Tuy nhiên cũng không sao, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại này của HD Bank thì chúng ta hoàn toàn vẫn yên tâm, không có vấn đề gì cả, và cái xu thế ở đây là HD Bank sẽ tạo lại nền ở đây và HD Bank sẽ đánh vượt thoát lại nền 30, chắc chắn là như thế, cứ yên tâm, không có gì phải vội vàng cả. Và những anh chị mà đã có những cái vị thế của HD Bank, chúng ta có thể canh lại ở khoảng quanh vùng 28 một tí đó, và có thể tuần tới HD Bank sẽ có một hai nhịp lừng khừng ở đây và sau đó thì sẽ đánh tiếp. HD Bank thì khả năng đánh tiếp thôi, không có vấn đề gì cả. Vùng 28, những anh chị có vị thế nhá, chúng ta mua đi nhá, và khả năng lừng khừng về đây một tí, chạm vùng 30 một vài nhịp đập trả đây, và sau đó thì cái kỳ vọng của Lê ở trong nhịp này thì HD Bank cũng sẽ đánh thoát nền. HD Bank sẽ là mã cổ phiếu ngân hàng tiếp theo sẽ đánh thoát nền. Ở những cái định vị về 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 các mã cổ phiếu mạnh của ngân hàng thì Hùng Lê định lượng cũng khá là chính xác. Đầu tiên là Hùng Lê định lượng Vietcombank đúng không ạ? Sau đó thì Hùng Lê có đánh giá đến BID sẽ là mã cổ phiếu lead ngành ngân hàng, xong đến công thương. Xong đến VPBank đúng không ạ? Xong đến VPBank, và trong giai đoạn này thì Hùng đang chú ý đến MBB, ACB và HD Bank, tức là những cái mã cổ phiếu đằng sau này thì chúng ta sẽ có những cái định lượng, sẽ có những cái nhịp tăng tốt hơn. HD Bank rồi, ok, ngân hàng hết chưa nhỉ? Ngân hàng à, thêm phân tích luôn mã cổ phiếu SHB. Thì bản thân SHB ở trong trong cái nhịp mà SHB chạm về khoảng vùng 8 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng những cái cây nến xanh sọc đỏ ở đây, và sau đó thì Hùng Lê đã có quan sát ở cái nền 7 này, ở cái nền 7 này thì SHB
NAB có những cái tuần đi khá là tích cực. Tuy nhiên với những cái động thái hiện tại thì xu thế cao là SHB tiếp tục quay lại, test lại theo cái kịch bản cũ, tức là test lại vùng 6.5. Sẽ test lại vùng 6.5 và bản thân thì trong một cái nhịp trước ở đây thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị là những anh chị nào mà mua được ở bắt được cái vùng ở đây thì sẽ ra ở khoảng vùng 7.3 và để chờ com chờ mua lại. Hùng sẽ tìm lại cho các anh chị SHB. Ở đây này, 9 ngày trước các anh chị. Đấy, nó có sách mách có chứng không sao cả. 9 ngày trước thì Hùng Lê đã có những cái định lượng về SHB, ai bắt được ở vùng 6.8, 6.9 ra hàng trong phiên hôm nay hoặc là phiên mai. Và Hùng Lê dự báo là SHB còn một nhịp đạp nữa mới lên được. Đó, tức là Hùng Lê đã có những cái dự báo là từ cái vùng hồi này thì SHB 9 ngày trước thì các anh chị có trừ ngược lại đi, tức là đâu đó ở bán được khoảng vùng 7.3 gì đấy, 7.3 gì đấy. Thì Hùng Lê đánh giá rằng là SHB sẽ còn một cái nhịp chỉnh nữa, và thực tế thì bây giờ là SHB đã xuất hiện cái lực chỉnh này rồi, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại với đường MACD như thế này thì SHB sẽ chỉnh, còn chỉnh nữa, và chưa chắc vùng 6.5 này đã giữ được các anh chị nhé, chưa chắc vùng 6.5 đã giữ được. Tức là cũng có thể là đến vùng 6.5 này thì Hùng sẽ quan sát thêm. Tuy nhiên cũng có thể có một cái kịch bản là về 6.5 hồi lên một tí thì nhà đầu tư lại bắt đầu ào bắt và bắt đầu nó đạp, và nó sẽ đạp về khoảng vùng gần 6. Đó, gần 6 thì tích lũy ở đây, và sau đó thì SHB mới có thể có được một cái kịch bản chiến đấu nó dài dài hơn một chút ở bên này. Thì đấy là chúng ta dự báo thôi, chúng ta dự báo sớm để chúng ta có những cái kế hoạch hành động cho bản thân. Hiện tại thì SHB cũng những cái dự báo về nhịp chỉnh từ cái vùng hồi 6.9 thì hiện tại là đã trở thành hiện thực, anh chị lưu ý. Thêm một mã nữa là Liên Phong Bank, hình như là tuần trước chúng ta cũng có phân tích đến cái mã này. Thì bản thân là gì, Hùng Lê khi mà Liên Phong Bank có những nhịp đánh lên đây, nhịp đánh bung bung tà lùng bung lên đến tận vùng 7.5, 7.6 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng đây. Đó là chúng ta lại yên tâm là nó lại về tận đây thôi, và chúng ta thấy không, đấy không đi đâu mà vội cả đấy, chúng ta đặt ra ở nền giá 7 thoải mái để chúng ta mua, hôm nay có giá 7 luôn. Đó, tại sao chúng ta phải đua theo những phiên xanh như này, và chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể là trên biểu đồ tuần thì Liên Phong Bank đang có một quá trình tích lũy đi ngang chứ chưa có gì phải vội vàng cả. Đó, bình tĩnh, rất nhiều cổ phiếu chúng ta mua. Chúng ta điểm qua nhanh các mã cổ phiếu về ngành chứng khoán HCM, không có gì. Đây, cái mũi tên đỏ quạch đây Hùng vẽ đây, gọi là xu thế đi ngang tiếp diễn. SSI cũng không có vị gì cả. SSI khi chạm về đến vùng 18 thì Hùng Lê đánh giá rằng SSI còn một cái nhịp chỉnh nữa, kho T0 cứ thế mà sọc, có hàng thì cứ sọc, khả năng là nhịp này SSI chạm vùng 15. VND. VND thì Hùng nhìn ở một cái góc độ nó khả quan hơn một tí. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là dự báo về kết quả kinh doanh của nhóm ngành chứng khoán thì không có gì khởi sắc cả, đúng không? Dịch như thế thì có gì khởi sắc đâu, và vẫn định lượng, những cái định lượng của VND thì không có gì thay đổi cả. Vùng trung bình ở đây đấy là vùng 13.7, và chúng ta vùng 13.5, vùng 13.7 thì đấy là cái vùng mà chúng ta nếu như chúng ta tham gia có thể tham gia vị thế ở vùng này, và chờ đợi, sẽ phải chờ đợi khá dài. Ok, chúng ta đi phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành thép luôn các anh chị. HPG. Thì đối với cổ phiếu ngành thép thì Hùng Lê đã có những cái định lượng như thế nào? HPG. Hai tuần trước chúng ta phải lật lại 2 tuần trước, đó là đâu nhỉ, nó khá là dài. 2 tuần trước, tức là bản thân về 2 tuần trước thì Hùng Lê có đánh giá rằng là đánh giá ngành thép trước, tức là đánh giá tổng quan của ngành thép đó là gì ạ? Trong cái giai đoạn hiện tại, sau một cái thời gian mà nhóm thép nói chung và Hòa Phát nói riêng đã đạt được những cái target chúng ta phân tích ở đây, thì cổ phiếu sẽ cần có những cái nhịp chỉnh giảm tích lũy lại và đi ngang. Thì bản thân trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đánh giá rằng là HPG cũng đang đi ngang, và đi ngang tích lũy ở cái biên ở khoảng vùng 23 đến vùng 23.5 ở đây. Đó, tích lũy đi ngang thì nó sẽ có, sau khi tích lũy đi ngang thì nó cũng sẽ chưa thể tăng được đâu các anh chị, nó lại đi những cái nhịp rất là ngắn, ví dụ từ vùng 23 hồi lên vùng 24 rồi lại bị đạp xuống,
rồi lại đó là đạp xuống ví dụ như này, xong lại hồi lên đó, nó phải lừng khừng thêm một tí nữa, tức là sau một cái giai đoạn như vậy thì chúng ta sẽ phải chờ đợi chứ không phải là đó. Và sau một cái giai đoạn chờ đợi, khi nào mà lượng cổ phiếu hấp thụ hết rồi thì lúc đó thì Hòa Phát sẽ bắt đầu có được những cái điểm đánh ở bên này, thì cái vùng 23 đến vùng 23.5 chúng ta đánh giá nó khá là tích cực, và ở vùng này chúng ta có thể gom dần cổ phiếu được. Hoa Sen thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, với một cái kịch bản vùng Lê đã đưa ra, đó là cái xu thế đi ngang, và đi ngang ở quanh vùng này thì sẽ có những nhịp hồi phục lại ở khoảng vùng 8.5 8.4 gì đó, và sau đó thì đi ngang đi ngửa một vài nhịp ở đây nữa, bởi vì là chưa chưa thể tăng được đó, nó phải hấp thụ hết cái lượng hàng đây. Còn nếu chúng ta nhìn ở trên một cái kênh xu thế tổng thể về trên một cái sóng dài của Hoa Sen thì đây mới đang là những cái quá trình đó, các anh chị có thể nhìn thấy những cái quá trình này, đấy là những cái quá trình để hình thành nên một cái nhịp sóng dài của cổ phiếu. Ok, Nam Kim NKG. Nam Kim thì ngày hôm nay cũng không giữ được ở mức giá cao nhất, tức là lại đó, sau những cái nhịp đánh nghiêng đánh ngả thì cũng có đánh giá rằng là Nam Kim sẽ hồi lại về vùng 9, và hôm nay chạm 9 thì chỉnh giảm về vùng 8.8. 8.8 thì có thể rơi lại thôi. Đây cái chỗ này thì ta đưa sang bên này để cho nó nhìn cho nó đẹp các anh chị. Lại lại rơi lại khoảng về vùng 8 đây, 8 chấm mấy đây ta. Đâu đó thì cũng lấp lại vùng này khoảng 8.4 gì đấy, khoảng lấp lại vùng 8.4 lại hồi phục lên. Đó, và sẽ đi ngang ngửa đây thêm một vài nhịp nữa rồi sau đó thì mới có thể tính toán một cái tọa độ đi lên của Nam Kim. Tính toán một cái tọa độ đi lên của Nam Kim và cái dư địa để mà Nam Kim tăng, thì chúng ta cũng thấy rằng là Nam Kim đã tạo nền xong chưa, thì hiện tại là Nam Kim cũng chưa tạo nền xong, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì vẫn đang là những cái nhịp kéo xả. Những cái nhịp kéo xả thì chạm kháng cự thì chúng ta mua, chạm hỗ à xin lỗi chạm kháng cự thì chúng ta bán, chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, ví dụ chạm 9 thì chúng ta bán. Về lại 8.4, chạm 8.3 thì chúng ta lại mua, sau đó đánh về vùng 9 hoặc về vùng 10 chúng ta lại bán, và lại có những nhịp lừng khừng và điều chỉnh ở đây, thì để như vậy là chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái lợi nhuận. TLH đang có những cái dấu hiệu đi ngang ở quanh vùng 3.4. Dòng tiền thì chưa thực sự đủ mạnh, chính vì vậy nên là chúng ta Ok, như vậy là chúng ta cũng đã đi phân tích hết toàn bộ tất cả những cái danh mục các cái mã cổ phiếu cơ bản nhất của chúng ta. Thì về cơ bản là gì? Đối với thị trường chứng khoán thế giới thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng rồi. Bản thân VN Index trong thời điểm hiện tại, tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì đang cho thấy rằng là tuần tiếp theo, tức là tuần cuối cùng của tháng 2 thì thị trường của chúng ta vẫn lừng khừng, tức là đại loại là có nhịp và tăng, có thể ban bật về mắc nó lại chạm lại về vùng 940 đến 945, và sau đó thì lại có những cái nhịp chỉnh giảm nền. Tức là bản thân ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa thể nhìn thấy được những cái động lực những cái động lực tăng. Và một điều mà các anh chị lưu ý đó là những cái phiên đầu tuần thì áp lực mà chỉnh của thị trường nó là rất là lớn. Phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba và ít nhất đến phiên ngày thứ tư thì thị trường của chúng ta mới ổn định được, và vẫn một cái quan điểm đó là chốt những mã cổ phiếu nào đạt được kỳ vọng và đạt được những cái mà chúng ta hoặc là nó hồi lại mà nó bớt lỗ đi một tí thì chúng ta cũng sẽ chốt, bởi vì là thị trường chung thì nó đang gặp khá là nhiều những khó khăn. Bản thân đối với hợp đồng phái sinh thì Hùng Lê đánh giá rằng cầu short để tiếp tục, và phái sinh lại kiểm tra lại một lần nữa, test lại lần nữa ở một cái vùng 850, và khi về đến 850 thì đội long có xuất hiện hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái cập nhật, bởi vì lúc đó thì Hùng Lê sẽ đánh giá những cái hiện trạng. Qua những cái phiên đó thì Hùng sẽ đánh giá những cái kịch bản tiếp theo, và những cái kịch bản đó thì nó sẽ được liên tục cập nhật hàng ngày, và buổi tối ngày thứ tư và ngày chủ nhật thì đấy là những cái bản tin định kỳ của Hùng Lê ở trên team Zalo. Kịch bản nếu như tại vùng 850 mà đội long không quay trở lại được thì phái sinh rất có thể là
đội đội đạp, tức đội sọc, Hùng hay gọi đội sọc, và về đến đây có thể hồi lên một tí và sau đó đội sọc lại tiếp tục đạp xuống. Như vậy là cái kịch bản về phái sinh đến thời điểm hiện tại là thiên về xu hướng gọi là sọc xuống hơn là xu hướng long lên. Chính vì vậy nên là thị trường cơ sở của ra cũng đang gặp khá là khó khăn trong tuần tới. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích nhanh, điểm nhanh danh mục các cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng liên tục có những phân tích định lượng trong tuần vừa qua, để chúng ta thấy được là cái sự vận động của cổ phiếu này ở cái góc độ như thế nào. Bản thân C2 đó, C2 thì sau khi Hùng Lê đã có những khuyến nghị chốt ở vùng 25 đến 25.5, những nhịp chỉnh giảm về đây thì hiện tại là C2 vẫn đang tiếp tục đi ngang ở quanh cái nền 23 đến 23.5 với cạn vôn, và dự kiến rằng cái xu hướng tiếp diễn của cái nhịp 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 đi ngang này, tức là nó sẽ đi ngang thêm, nó sẽ đi ngang thêm ở quanh cái vùng này, và sau dự kiến là nó sẽ thêm ít nhất hết tuần sau. Đó, thì cuối của một cái nhịp đi ngang thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện, đó là nếu như bứt được vùng 23.5 đi lên thì như vậy là cái nhịp hồi sẽ được tiếp tục xác lập ở đây. Bản thân C2 thì cũng đánh giá đang trong những cái quá trình mà nó chuyển 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 mình để đánh những cái sóng nó dài hơi hơn. SGS là mã cổ phiếu Mồng Lê cũng đã có những cái phân tích đánh giá định lượng ở vùng 16, ở trong nhịp này chạm vùng 16 đánh target vùng 19, target vùng 19 hoàn thành rồi thì sẽ đánh lên khoảng vùng 20.5 đến vùng 21 đó, thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta đã đưa ra, và đến thời điểm hiện tại thì gần như là đã đạt cái ngưỡng mà chúng ta phân tích, những cái điểm mua còn lại gần như không còn, và đến đây thì chúng ta cũng sẽ canh chốt dần ở khoảng vùng 21 đối với SCS, bởi vì đây đang là những cái điểm chạy nước rút của cổ phiếu này. TDH TDH chưa có gì đi ngang tích lũy. KBC KBC khu công nghiệp thì đối với mã cổ phiếu này thì đánh chen ngày nó chán lắm, phải đánh chen tuần cơ, và phải ai thực sự kiên nhẫn thì mới đánh được, tức là vùng hỗ trợ 14.5, kháng cự 16 cũng chưa có gì đột biến. HBC đối với HBC trong giai đoạn hiện tại thì vẫn là một cái giai đoạn mà HBC tạo nền, chính vì vậy nên là sẽ có những nhịp ban bật tăng lên giảm xuống, và kháng cự dài ở đây vùng 11.8 đến vùng 12, và điểm hỗ trợ nền tích lũy ở đây vùng 10.8 biên trung bình, có không có gì thay đổi các anh chị. Hiện tại là tín hiệu tạo nền của cổ phiếu HBC chưa xong, và ở những cái vị thế tạo nền này thì chúng ta có thể canh để chúng ta giải ngân khoảng tầm 30%. CTD thì đã gọi là chốt xong trọn vẹn. CTD chúng ta đã có một cái nhịp phân tích kỹ thuật ở đây khá là tốt, và cái mục tiêu của CTD đó là chúng ta chạm 7x, thì đây là đã chạm vùng 70, và sau khi chạm vùng 70 xong thì cổ phiếu đang có những nhịp test lại, thì điểm test đầu tiên ông Lê đang khuyến nghị trong team của ông Lê đó là vùng 65, có đúng không nhỉ, để đánh lại cái CTD ai chốt CTD đây. Một ngày trước CTD hoàn thành 7x, dự kiến trả cung 65.5, tích lũy thành công ở mục này thì công phá lại vùng 7x và sau đó thì tiến tới vùng 9x. À đây, ok rồi. Kịch bản của cô Tích Công đó là sẽ chạm lại về vùng 65 đến vùng 65.5 ở đây này. Đó, và sau đó thì tích lũy trở lại, nhưng mà cái động thái hiện tại thì Hùng Lê đang nghiêng hơn về kịch bản, tức là có thể sẽ đạp đến tận vùng 60, thì ở những cái điểm mà chúng ta dò tìm mục tiêu ở đây thì chúng ta sẽ canh từ từ, không đi đâu mà vội cả, cổ phiếu nó sẽ còn đó. Về 65 mà chúng ta thấy ổn ổn thì chúng ta mua, còn không thấy ổn ổn thì chúng ta sẽ canh chờ vùng 60, và mục tiêu là công lại vùng 70 và đánh vùng 9x. Cô Tích Công thì cũng là một trong một cái mã cổ phiếu mà khả năng là nó sẽ lead được dòng xây dựng khá là tốt. DRH thì phiên ngày hôm nay khuyến nghị chốt
và những cái điểm mà Hùng Lê phân tích ở đây, DRH ở vùng 3, sau khi có những nhịp đánh lên vùng 4.5 thì dự kiến là có những nhịp chỉnh giảm lại thì chúng ta mua, và target mắc ở vùng 5 và chúng ta sẽ canh chốt ở vùng 5 để có thể mua lại ở vùng 4 hoặc thấp hơn ở vùng 3.45. Đây TDH à DRH. Ai có DRH chốt ở vùng 5 cộng dự kiến mua lại ở khoảng vùng 4.5. Đó thì sau khi mà chốt ở vùng này thì chúng ta sẽ canh lại vùng 4.5 xem là có gãy không, nhưng mà khả năng vùng 4.5 thì bị gãy đấy. Mà chúng ta sẽ chờ lại vùng 4 hoặc vùng 3.45 sâu sâu ở dưới này một tí. Tức là cái khi mà chúng ta mua lại chúng ta phải sẽ xem những cái tín hiệu tạo nền ở đây để chúng ta có quyết định mua hay không, và những cái tín hiệu tạo nền thành công thì nhịp này đang kỳ vọng đánh một nhịp khoảng về vùng 7. Các mã cổ phiếu về ngân hàng và chứng khoán thì gần như là chúng ta đã có những cái phân tích định lượng gần hết rồi. Còn lại mã cổ phiếu TVB, TVB thì khuyến nghị chốt rồi. TVB thì đạt ngoài kỳ vọng đúng không ạ? Đó. Dự kiến ở vùng 18 đến 19 mà kéo lên tận trên này bắt đầu bây giờ đang phân phối. STB. STB sau những nhịp mà STB đánh lên ở đây thì Hùng Lê cũng đã có đánh giá những nhịp có thể STB tích lũy tạo nền tại vùng 11.5 và hôm nay là đã bị giảm đến vùng 11.3, tức là nó đã bị lệch đi khoảng 0.2. Với những cái xu thế hiện tại như thế này thì STB lại đi ngang rồi các bạn. Đi ngang rồi, và như vậy là những kịch bản mà chúng ta đề ra ở đây, tức là khi chạm về vùng 12 là Hùng Lê cũng đã có những cái định lượng về vùng 11.5 tích lũy lại. Đó, về vùng 11.5 tích lũy lại. Tuy nhiên là với cái kịch bản hiện tại như vậy thì khả năng là STB sẽ giảm lại về vùng 11. Giảm lại về vùng 11 và đi ngang ở đây, tích lũy ở đây lại thì mới đánh lại được tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì nhóm ngành ngân hàng sang tuần tới sẽ là một nhóm mà sẽ bị có những cái lực phân phối bán rất mạnh, và những cái hiệu ứng về công thương bị bán mạnh, và có thể là VBank bị bán mạnh nữa thì sẽ rất là khổ đau. À lúc nãy chúng ta chưa phân tích VBank, Liên Phong Bank phân tích rồi. VBank lúc nãy là chúng ta chưa phân tích mã cổ phiếu VBank. Thì bản thân VBank, Hùng Lê cũng đã đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu rất là mạnh và dự kiến phân phối ở khoảng vùng 27 đến vùng 28. Phiên hôm nay kéo lên vùng 28.8 chạm 29, như vậy là cũng gần như là hết các cái điểm mua rồi. Và ở cái vùng này thì vẫn một câu nói đó là biết đủ là đủ, vẫn có những nhà đầu tư lao vào, nhưng với những cái góc nhìn và những cái quan điểm hiện tại cũng lên thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để mua VBank nữa, và chúng ta sẽ canh chốt. Nhóm dầu khí đã phân tích xong, chúng ta xem nhóm cổ phiếu cao su. Thì PHR là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng, và trong team của Hùng Lê thì cũng đang chốt được khoảng tầm 50% hàng rồi. Và dự kiến thì trong cái nhịp này thì PHR sẽ đánh chạm vùng 48 đến khoảng vùng 49, và thường thường khi chạm đến vùng này thì cổ phiếu sẽ lại chỉnh kỹ thuật. Những cái nhịp mà chúng ta phân tích của PHR ở đây, từ cái vùng phân tích là vùng 38.5 và biên trên là biên 40, các anh chị ở vùng 40 thì chúng ta đã rất nhiều những anh chị trong team của Lê đã mua được, và thậm chí là cộng đồng nhà đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái điểm mà kết thúc phiên 14 các anh chị nhé. Thì đến ngày 15 đó là cổ phiếu cũng chưa chạy, đến ngày 16 mới bắt đầu chạy đó. Và khi về lại đến đây thì Lê dự kiến rằng cổ phiếu này sẽ chỉnh một nhịp chỉnh đẹp nhất, nó sẽ quay về lại khoảng vùng 43, và từ vùng 43 này tích lũy thành công thì chúng ta lại có tiếp một cái nhịp đánh của PHR lên khoảng vùng 55. Tức là chúng ta cứ qua những cái nhịp mà cổ phiếu đánh lên đánh xuống thì chúng ta lại chốt đi, tức là chạm cái vùng kháng cự thì chúng ta cứ bảo toàn cái lợi nhuận của chúng ta đã. Đấy, còn việc sau đó thì cổ phiếu nó chỉnh giảm lại thì chúng ta lại mua lại ở những cái vùng dưới, như vậy là cũng rất là an toàn, và chúng ta đánh gần như chúng ta hết sức là chủ động trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. GVR thì một số các anh chị cũng có quan tâm đến mã cổ phiếu này, tuy nhiên Hùng Lê đánh giá là GVR chưa có động lực, nói chung là GVR đang đi ngang xây nền
kháng cự ở vùng 12 và có thể là trong cái biên mà tích lũy đi nền ở đây có thể tính toán ở tọa độ khoảng vùng 11, 10.5 đến vùng 11. Đó, cứ đi ngang, nói chung là chưa 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 có những cái tín hiệu mà để bứt phá đâu các anh chị, đang có những cái nhịp đi ngang đập ngang đập ngửa đây. Và nó sẽ đập ngang đập ngửa chán chê thì sau đó thì mới có được một cái sự hồi phục nhất định. Thì cái đó thì mình sẽ phân tích sau. Viettel chúng ta sẽ phân tích cả 3 mã cổ phiếu VGI. VGI là một mã cổ phiếu khá là chủ lực và hiện tại thì đã hoàn thành cái mục tiêu đó là vùng 30 đến vùng 31. Một số các anh chị đã chốt trong team của Lê chốt trọn vẹn VGI và gọi là ăn mừng tưng bừng ở vùng chốt được ở vùng 30, 30 hơn 30 một tí. Thì bản thân VGI sau khi mà chốt được vùng đó thì các anh chị của chúng ta cũng hoàn toàn có thể canh lại các anh chị nhé, canh lại ở đây luôn. Chạm vùng 30 đến vùng 31 đạp lại và chúng ta có thể canh lại ở khoảng vùng 27. Tại đây là một cái vùng hỗ trợ và tại cái vùng 27 này nếu như VGI không bị gãy, chúng ta tiếp tục mua cái số mà chúng ta đã chốt, ví dụ như vậy, để chúng ta chờ đón một cái nhịp đánh tiếp theo của VGI. Hùng Lê dự kiến trong nhịp này chạm về 27 tích lũy ở đây thì chúng ta có tiếp một cái nhịp đánh tiếp theo của VGI ở vùng giá 35. Ok, khoảng khoảng như vậy, vùng giá 35. Thì chúng ta chờ các anh chị nhé, chúng ta chờ cái nhịp 27 này để chúng ta kiểm tra lại. VTK có những cái khuyến nghị đầu tư ở quanh vùng 25. Chạm trong nhịp 25 này thì đánh chạm mắc ở đây, đó là đây ạ. Chạm mắc khoảng vùng 28, từ vùng 28 này phân phối đạp lại về vùng 26, đạp vùng 26 này thì lại kéo lại tiếp vùng 30. Ô, sao nó đúng thế vậy? Đây các anh chị nhé, về vùng 30, về vùng 30 này thì nó lại đạp lại thôi, và thực tế thì đây là bây giờ nó đang đạp lại rồi, nó đang đạp lại rồi thì chúng ta lại từ vùng 30 này đạp lại. Thực ra là cái cây nến này nó không thực sự là chuẩn xác, nếu chuẩn xác thì nó phải đi như thế, nó phải lừng khừng lại đây đó, và như vậy lại về lại cái nền 26 đến nền 26.2 này thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái tín hiệu tích lũy ở đây. Bản thân ông VTK này thì cái tạo lập khi mà đánh thì cũng khá là kinh, vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ chọn những cái điểm kháng cự để chúng ta bán và điểm hỗ trợ để chúng ta vào. CTR thì mã cổ phiếu đánh T cộng và những cái mục tiêu về vùng giá ở đây là vùng giá 49 đến vùng giá 50, vùng kháng cự mạnh ở vùng 51 và không gãy ở vùng 45 thì chúng ta đánh những cái nhịp đánh T cộng từ 45 đến 49 rồi lại bán đi, chứ còn cái mã cổ phiếu này thì cũng đánh trên dài được đâu. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì nó lại chỉnh thôi, nó lại chỉnh lại về đập lại vùng 45 kiểm tra lại rồi ở đây lại đấy lình xà lình xình như vậy. Đây cũng là một cái giai đoạn có thể tính toán rằng là một cái giai đoạn tạo nền của CTR, và cũng rất có thể là sau một cái giai đoạn tạo nền này của CTR thì CTR sẽ đánh vượt vùng 60 thì sao? Thì có đánh vượt được hay không thì chúng ta sẽ phải chờ những cái về quan điểm của Hùng Lê là chúng ta phân tích hàng tuần chứ chúng ta không nói phét, và khi chúng ta thấy được có những cái tín hiệu mà cổ phiếu này đánh break nền 50 thậm chí là nền 55 rất là khỏe ở đây thì chúng ta mới có được những cái phân tích định lượng. Còn cơ bản hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng tạo lập khả năng là sẽ đánh tiếp mã cổ phiếu này và đánh vượt nền 60 thì cũng là nền đánh vượt nền 55. Đó, nó có tiếp một cái kháng cự 55 ở đây nữa, nhưng mà có vượt hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp theo. Ok. Dệt may, ngành dệt may thì tất cả những nhóm dệt may đến thời điểm hiện tại thì đang tích lũy lại nền, ví dụ như là TNG. Bản thân thì khi mà có cái hiệp định gì gì EU đấy thì mọi người bắt đầu nhào vô, nhưng Hùng Lê đã có những cái cảnh báo ở trên team đó là, và thậm chí là ở trên trên những cái bài phân tích này các anh chị có thể xem lại, thì Hùng Lê có cảnh báo rằng là những cái đó nó không thực sự là quan trọng, quan trọng là chúng ta nhìn vào cái thực tại của cổ phiếu. Thì bản thân là TNG trong cái nhịp này thì Hùng Lê cũng đánh giá rằng đây là những cái nhịp đánh ngắn, có thể đánh chạm lại vùng 17 đến vùng 18, và thực tế thì trong cái nhịp này đánh về 17 là lại bị gãy luôn. Đó, lại bị gãy luôn, và TNG hôm nay bị gãy nền như thế này thì nó xấu. Gãy nền như thế này thì lại kiểm tra lại ở nền 14. Kiểm tra lại nền 14 và
cái xu thế lại lường khường đi ngang, lại lường khường đi ngang đó, lường khường đi ngang thôi, chưa có gì nữa rồi. TCM cũng như vậy đó. TCM thì chúng ta cũng đã có dự kiến những cái nhịp chỉnh giảm về khoảng vùng 20.4, và trên thực tế thì đã chạm vùng 20, và cơ bản thì ở những cái thời điểm này thì nó cũng đánh lừng khừng vậy thôi, đánh ngang đánh ngửa rồi đi ngang ở đây tạo nền, và sau một thời gian nữa TCM thì khả năng cũng đang đẹp rồi đấy, cứ bình tĩnh đấy. Quá trình mua mua bán bán của nhiều nhà đầu tư thì nó sẽ hình thành nên một cái xu thế tạo nền ở đây, VGT, GIL, VGT. Bản thân VGT thì đang hình thành một cái nền tích lũy ngang ở vùng 8.5 8.5, và ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì như vậy là VGT lại tích lũy đi ngang rồi, chưa thể chạy được rồi, chưa thể bứt nền, tức là chưa thể bứt được cái nền chín này để chạy. GIL, bản thân GIL thì sau một cái nhịp chạy dẫn ở đây thì ông Lê cũng có đánh giá rằng là chạm về vùng 22 thì khả năng sẽ chỉnh giảm lại về vùng 20. Thực tế thì đã giảm sâu hơn vùng 20 một tí và chạm về, tức là lấp lại toàn bộ cái gap ở dưới này ở khoảng vùng 29.2. Và với những cái xu thế hiện tại thì lại lình xình đi ngang ở quanh vùng này thôi. Nhóm ngành dệt may hôm nay bị chốt. Thủy sản MPC. MPC đó sau khi chạm về vùng 24 đến vùng 25 lại có những cái nhịp chỉnh giảm ở đây, và chúng ta đang kỳ vọng khoảng vùng 22.7 khi ngày hôm nay gãy về vùng 23, và như vậy thì sẽ cần lại tích lũy đi ngang đây rồi, lại tích lũy đi ngang, chưa thể tăng được, tức là chưa thể bứt được cái nền ở trên này thì chưa thể đi lên được, và một hai cái nền đi ngang đi ngửa như này, và chúng ta sẽ xem cái động thái của MPC ở khoảng vùng đây này, vùng này thì có khả năng hỗn hơn 22.5 đó, chúng ta sẽ quan sát ở vùng 22.5. Nhờ Bình Minh đã phân tích rồi, thủy điện thì chúng ta có NT2. NT2 có gì vui không ạ? Đó, NT2 sau khi chạm vùng 21.2 bật chạm chỉnh lại khoảng vùng 20, và như vậy là sau đó lại hồi lên. Hồi lên xong rồi đạp xuống lại hồi lên, tức là cái xu thế hiện tại của NT2 cũng như vậy, nó sẽ cần một cái quãng thời gian sau một cái nhịp rơi dài các anh chị nhé, sau một nhịp rơi dài thì cổ phiếu cần nhiều thời gian. Nó đây các anh chị có thể nhìn thấy, sau một nhịp rơi dài thì nó đi lừng khừng và thậm chí sau đấy nó có thể đạp lại về vùng nền mới nó mới kéo. Đó thì cũng chúng ta cũng không ngoại trừ kịch bản, tức là chúng ta đang dự ở vùng 20, nhưng mà chúng ta cũng không ngoại trừ kịch bản là đi ngang đi ngửa, đi ngang đi ngửa sau một thời gian đây xong nó đạp cục phát xuống đây vùng 18, và sau cái vùng 18 này thì nó mới có thể kéo lên. Đó thì đấy là những cái kịch bản mà khi những cái mã cổ phiếu xây nền nó chưa chắc thì hôm nay cũng phân tích để cho các anh chị định hướng như vậy. HND. HND. Phân tích ở trên góc độ đến tuần thì bản thân cổ phiếu HND này thì thanh khoản nó khá là thấp. Và trong giai đoạn hiện tại thì đang có những cái dấu hiệu đánh break nền 15.3. Khi mà cổ phiếu có những nhịp tăng thì Hùng Lê đã có những cái điểm dự phóng ở đây, tức là cổ phiếu có thể chỉnh lại về vùng 16 hoặc là sâu hơn sẽ là ở khoảng vùng 15.5 đến vùng 15.3 ở đây, tức là nó cần phải lấp lại cái gap ở này, lấp lại cái gap ở vùng này, ở vùng 16 là ở đây, vùng 16 đây và lấp lại đây, sau khi mà lấp xong lực cầu quay trở lại thì cổ phiếu này mới đánh tiếp được, chứ còn những cái nhịp mà nó đánh sốc như này thì nếu mà chúng ta đu theo những phiên xanh thì chúng ta lại bị lỗ ngay lập tức. STK có gì không nhỉ? STK thì không phải, xin lỗi cả nhà. SKG vận tải. STK thì chúng ta phân tích sau. SKG hiện tại vẫn đang đi ngang. Biên tích lũy đi ngang ở quanh vùng 11.2 và cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc khi mà dòng tiền tiếp tục cạn, và bản thân SKG thì
khi mà chúng ta phân tích ở cái giai đoạn này là SKG chưa chịu những cái tác động về dịch cúm ncov, và hiện tại thì khi dịch cúm ncov thì tất cả các cái đơn vị vận tải thì nó sẽ có những cái kết quả kinh doanh rất là tệ ở trong quý 1, chính vì vậy nên là SKG trong quý 1 cũng sẽ chưa thể tăng được. KDC thì có vùng hỗ trợ 18, đó chạm vùng hỗ trợ 18 thì có thể sẽ bật lên. Chạm vùng hỗ trợ 18 thì đây, chạm vùng hỗ trợ 18 thì có thể bật lên bật xuống ở đây, và KDC thì cũng đang đánh những nhịp sóng ngắn thôi chứ cũng chưa có những nhịp sóng dài. Khu công nghiệp thì trong tuần vừa rồi thì khu công nghiệp có những cái đã có một cái tuần tăng điểm, tuy nhiên là với những cái góc nhìn của Hùng Lê thì chúng ta sẽ không đua theo nữa. Và cái nhịp tăng thứ nhất của khu công nghiệp thì đã gần kết thúc, đó là gì? D2D chạm vùng kháng cự 65 và dự kiến sẽ chỉnh lại và lấp lại khoảng vùng 56.5 ở đây, thì chúng ta sẽ có thể mua hay không thì chúng ta sẽ có những quyết định sau về mã cổ phiếu D2D. IDV thì chúng ta không nói, mã cổ phiếu đấy là đầu tư dài, ai thích thì đầu tư. Tiếp cũng như vậy, tiếp thì dự kiến là tiếp sẽ chạm lại ở khoảng vùng 20.2 và sẽ trả lại nền ở đây là khoảng nền 18, sẽ trả lại quanh nền 18 ở đây, và sau đó thì lừng khừng ở đây một vài nhịp và có thể đánh chạm vùng 24. Đối với tiếp DTD, đối với DTD thì cũng như vậy, cũng đã chạm vùng 12 và dự kiến khi chạm về vùng này thì sẽ đạp lại ở khoảng vùng giá 10 đến 10.3 và về đến đây thì chúng ta có thể quan sát, nếu như mà lực cầu quay trở lại thì chúng ta cũng có thể tham gia ở thời điểm hiện tại đối với mã cổ phiếu DTD. Trụ ở Blue Chip thì về cơ bản là Mansan, Vinamilk thì cũng là những cái trụ mà đang tích lũy đi ngang thôi chứ cũng chưa có thực sự là nó khởi sắc. Công nghệ FPT đã phân tích rồi, khuyến nghị chốt DGVK cũng mà là mã cổ phiếu. Đặc điểm của mã cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng rồi, tức là đặc điểm là lên nhanh và xuống nhanh, tức là đánh nhanh thoát nhanh. Đây những cái nhịp đây các anh chị có thể nhìn thấy, thì có thể là sau một quá trình rơi thì có thể có những cái nhịp bull lên và sau đó thì tạo lập sẽ tiếp tục đạp xuống. Bản thân DGVK khi chạm vùng 27 đến vùng 28, đây là vùng kháng cự mạnh, và chính vì vùng này thì là không còn cái cơ hội nữa, những cái nhịp kéo xả này thì chúng ta cũng sẽ tránh để chúng ta đu theo, và quan điểm của Hùng là sau khi mà hoàn thành cái vùng 27-28 thì DGVK sẽ hạ độ cao về khoảng vùng 25, chờ đến vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của DGVK, còn lại thì nếu mà nó mà cứ lừng khừng ở trên đó thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ chưa tham gia. Ở một số các cái pen, một số các đầu cơ thì nó cũng không có gì là ghê gớm cả. AMD thì đã có những cái phân tích rồi, vùng hỗ trợ ở đây là vùng 1.7 và max gap chạm vùng 2.2 thì đánh trả chốt chạm lại vùng 2, quan sát nếu cầu vào lại thì có thể đánh chạm nhịp này là sẽ đánh chạm vùng 2.6. hai thì chưa có gì đột biến, từ vùng hỗ trợ này đánh markup chạm vùng 3, phiên này gần chạm vùng 3 xong thì lại chỉnh giảm đẹp nhất là về đến đây đó. Chỗ này mà tích lũy lại được thì sẽ chờ những phiên đánh vượt 3, thì có thể là những cái anh chị mà đối với những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ đánh ở một cái tỷ trọng thấp các anh chị nhé, đủ để uống trà đá thôi, chứ còn chúng ta sẽ không đánh đánh nhiều ở những cái mã này. Vui Văn Hóa Văn Nghệ, HAR HAR thì khả năng là đây chạm về vùng này, nó kéo qua vùng 3.5 thôi, và sau đó thì lại đạp, và ở những cái nhịp đạp này thì dự kiến là sẽ chạm lại ở cái vùng sâu dưới này một tí nữa, nó vùng này một tí nữa thì mới đánh được, chứ còn nếu mà vẫn lưng khừng ở trên đấy khoảng vùng 3.2 dự kiến là sẽ đạp lại về vùng 3.2, đây mũi tên này thì vẽ như này, đạp lại về vùng 3.2, và từ đây thì có thể có một hai nhịp tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ có những cái target nó dài hơi hơn của con đầu cơ này, khoảng vùng giá 4.
HHS. HHS đợt nhịp này đánh cũng khá là khỏe. HHS khá là khỏe và cái nhịp 4 này thì chúng ta phân tích rồi này, mà kéo lên tận 4.8. Lực cầu vẫn khá là tốt, duy trì khá là tốt ở vùng này thì khả năng cái việc mà hạ độ cao về vùng 4. Thực ra hạ độ cao về vùng 4 là hợp lý, và nếu không thì ở vùng 4.2 thì để mà không bị lỡ nhịp. Không bị lỡ nhịp thì có thể về và đến vùng 4.2 thì chúng ta sẽ mua một ít, và nếu như tại vùng 4.2 mà cổ phiếu tích lại lại được và đánh gấp lên thì chúng ta sẽ mở mua tiếp. Còn nếu không, nếu mà cổ phiếu về đến vùng gãy vùng 4.2 thì chúng ta cứ nắm giữ để chúng ta xem từ là cái động thái là HHS có đạt về 4 hay không. Cơ bản là tạo lập của HHS thì nếu mà chúng ta xem về lịch sử thì cũng đã có những cái nhịp tạo lập của HHS đánh rất là kinh khủng luôn. Đó, đây ngày xưa cũng đã có những cái nhịp đánh từ vùng 4 mà đánh lên tận vùng 16 nhân 4, xong đấy chỉnh giảm một tí và lại đánh lên đến gần 20. Đánh từ vùng 10 lên vùng 20 đó. Thì cái tạo lập của HHS cũng rất là kinh khủng luôn, và trong cái thời điểm hiện tại thì ông Lê cũng đang nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập của HHS khá là tốt. Thì đây là một mã cổ phiếu mà các anh chị lưu ý có thể tham gia. Trong đầu cơ thì còn có mã cổ phiếu LDG nữa, rất là quan trọng. Chúng ta sẽ phân tích LDG. À DLG các anh chị. DLG. Thì bản thân đối với em này cũng như vậy, lịch sử tạo lập thì cũng đã có những cái nhịp đánh từ khoảng vùng giá 3 và để về đến tận vùng 10 đến vùng 12. Thì trong nhịp này, sau một cái nhịp chỉnh giảm khá là dài thì tạo lập bắt đầu đánh DLG. Xét trên cả những yếu tố góc độ nến tuần và nến ngày thì Hùng Lê thấy rằng đây là một mã cổ phiếu hoàn toàn khả thi. Và trong những cái nhịp mà gọi là tạo nền thì đấy, chạm về đến đây, những cái dự báo mà khi mà cổ phiếu chạm về vùng 2.1 chỉnh thì cũng đã có những cái dự báo rồi. Ở 2.1 chỉnh thì bây giờ chúng ta sẽ phải dò tìm ra được một cái vùng mà để chúng ta mua lại ở đây, khoảng vùng 1.8 là đẹp nhất anh chị nhé, khoảng vùng 1.8. Và cái quan điểm của Hùng là sau những cái nhịp này thì DLG sẽ có một cái nhịp đánh khá là thăng hoa. Theo như quan điểm của Hùng Lê là nhịp đánh của DLG khá là thăng hoa, và đây cũng là một cái mã cổ phiếu đầu cơ mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị mua. Với một cái thị trọng tùy từng cái cách quản trị tài khoản của anh chị để chúng ta có thể chủ động. VCR là mã gì nhỉ? VCR cũng chưa nhìn thấy luôn. VCR cơ bản là lúc chiều nhìn thấy nó tạo lập nó kinh quá, nó cũng đánh một phát từ 5 lên 30, đội lái cũng khá là kinh khủng. Thì với những cái tạo lập này, với tạo lập này thì chúng ta cứ chờ nó chỉnh đi, chỉnh về đâu đó đẹp nhất ở khoảng cái vùng này. Nó lấp một nửa cái vùng này là khoảng vùng 9.7. Ok, về đến đây làm tí trả đá, không sao. Về đến khoảng vùng 9.7, các anh chị canh lại vùng 9.7 anh chị nhé. Nếu mà tại vùng này mà nó không lừng khừng mà nó ấy là một nhịp là đánh thẳng lên 20 đấy. Con đầu cơ này nó đánh nhanh lắm. Chạy từ khoảng vùng 9.7 lên 20 là cũng nhân 2 à? Ui, nhân 2 tài khoản. Nhưng mà lưu ý là thanh khoản của những cái mã cổ phiếu này rất là thấp, nên chúng ta chỉ mua khoảng 100 thôi, 100 con, hoặc là ví dụ như là 500 cổ phiếu thôi. 500 cổ phiếu thì nó cũng rơi vào tầm 5 triệu đấy, 5-6 triệu gì đấy, nó nhỏ nhỏ thế thôi, chứ chúng ta cũng không nên đánh nhiều. HT1 có gì không nhỉ? HT1 không có gì, đi ngang. FRT là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích từ tuần trước, và thậm chí là từ những cái thời điểm này, từ những cái thời điểm từ ngày, đây là ngày bao nhiêu, khoảng ngày mùng 2, ngày mùng 5 tháng 2, trong một cái biên tích lũy trung bình 19.5 đến 16.5, trung bình ở đây là 17.7. thì bản thân FRT là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê đánh giá là nó cũng đã có một cái quá trình chỉnh giảm rất là dài. Và hình như thì FRT Hùng cũng đã có những cái phân tích rất là nhiều ở trên Zoom 8 ngày trước. FRT
FRT là 9 ngày trước có phân tích về mã cổ phiếu này. Đó. Đó, 9 ngày trước có nhắc lại thì các anh chị có thể lật lại 9 ngày trước thì nó có những cái phân tích định lượng vùng lên hay không, và đến phiên ngày hôm nay thì gần như FRT đã bắt đầu thoát lên ở vùng 20, tức là đã thoát được cái biên trên ở vùng 19.5, và như vậy là gần như các cái điểm mua hết vùng lên cũng đã có những khuyến nghị trên room. Mục tiêu ngắn vùng 25 đến khoảng vùng 26.5 ở đây, tức là nó tăng là khoảng tầm độ 2-3.000 nữa, à 3.000 nữa, 4.000 nữa, khoảng tầm 4.000 nữa trên một cổ phiếu, như vậy là cũng có một nhịp đánh khá là ngắn nhưng mà cái hiệu quả nó cũng khá là ok. STK cũng là cái một cái mã cổ phiếu vùng lên cũng đã khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư khi mà nhìn thấy những cái nền tảng tích lũy của cổ phiếu này khá là tốt ở quanh cái vùng 16.5 đến 18, biên trung bình 17.7 thì 17.5 đã khuyến nghị mua. Và hiện tại thì gần như là đã có vị thế hết rồi, và bây giờ chúng ta thì canh để chúng ta chốt ở khoảng vùng 21.5 đến vùng 22. Bản thân STK nó có những cái câu chuyện riêng của nó, đấy là khi dịch cúm bùng phát thì thằng này là cái thằng nó chế tạo sợi bông, nhà máy sợi, thì một số các công ty dệt may có thể sẽ phải tính toán đến những cái đơn hàng để lấy của STK, và như vậy thì nó sẽ kỳ vọng có những cái bước đột phá trong kinh doanh. Cùng với đó là cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu thì Hùng Lê luôn luôn nhìn ở góc độ cơ bản và nhìn ở những cái câu chuyện thực tế chứ không nhìn ở những cái câu chuyện viển vông, những cái tin báo bài viết tùm lum tà la. Những cái tin đấy thì Hùng Lê ít quan tâm, và Hùng Lê quan tâm vào cái chiều sâu của doanh nghiệp và những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu, thì sẽ đưa đến cho các anh chị những góc nhìn để chúng ta tham khảo. Ở bộ cổ phiếu ba con A thì nó chưa chạy ngay được đâu, nó anh chị cứ đâu đi đâu mà vội mà vàng. Ba con A trong nhịp này có những cái tín hiệu tạo nền rồi và sẽ kéo chạm vùng 14, nhưng mà trên quan điểm của Hùng Lê là ba con A sẽ cần test lại nền một lần nữa. Test lại nền đó là khoảng vùng 12.5 đến vùng 12.6 sẽ kiểm tra lại đây, và từ vùng này thì mới tích lũy để có thể đánh lên chạm lại vùng 16. Các anh chị có thể canh lại quanh vùng 12.5 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Rồi, ok, như vậy là Hùng cũng đã có điểm qua tất cả những cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục phân tích và cập nhật, thì Hùng Lê cũng trân trọng kính mời cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể về đồng hành với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để cùng tham gia cùng nhau hỗ trợ phát triển trên một cái group Zalo đó là VPS01, và hiện tại cái group Zalo 2 tổng kho T0208 thì Hùng Lê đã để những cái đường link ở đây, ở những cái đây để cho các anh chị có thể tham gia. Thì ở trên cái team này thì cái mức độ hỗ trợ của Hùng Lê nó cũng hạn chế, và Hùng Lê sẽ có những cái bản tin vào tối thứ tư và tối chủ nhật thì có thể public lên đây để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những góc nhìn tham khảo. Tất cả các cái mã cổ phiếu các anh chị quan tâm, các anh chị có thể bình luận, viết comment ở dưới các video hàng tuần thì Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để giải đáp. Và ok, như vậy là cái bản tin của chúng ta thì cũng đã kết thúc, và Hùng Lê nhấn mạnh là một tí nữa, đó là tuần tới thì thị trường của chúng ta cũng sẽ chưa có những cái điều khởi sắc và xen kẽ những cái việc và thị trường tăng giảm, những cái phiên xen kẽ nhau, và những cái áp lực đầu tuần tới sẽ là những cái áp lực mà thị trường chung có thể chỉnh, áp lực chỉnh, bởi vì ngân hàng cũng đang có những cái dấu hiệu, những cái mã nào phân phối thì nó sẽ phân phối, những cái mã nào tích lũy thì nó sẽ tích lũy. Và đối với phái sinh thì chủ đạo cái kèo mà Hùng Lê đang quan tâm đến chủ đạo đó là kèo kèo sập, tức là kèo đánh xuống. Và chúng ta sẽ quan tâm ở vùng 850, hình như lúc nãy là chúng ta quên mất phân tích một cái mã cổ phiếu VIB nữa. VIB là một cái mã cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng, và Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng ở đây. Bản thân tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có phân tích rồi, VIB có thể trả lại cung ở quanh vùng 18 18 ở đây, và sau khi trả cung ở đây thì VIB sẽ có đi ngang, và sau đó thì sẽ có những cái phiên hút cầu trở lại và hút lên trên vùng 18. Và phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên mà giao dịch khá là đột biến khi có 4,7 gần 5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh của VIB, và bản thân thì Hùng Lê đánh giá rồi, VIB cũng sẽ có một cái nhịp tăng khá là tốt ở trong cái giai đoạn hiện tại, và mục tiêu sẽ chạm vùng 20 và mạnh hơn, mạnh mắc cáp nó sẽ về được khoảng vùng 22. Và như VIP thì Hùng Lê cũng đã có những cái
À, định lượng. Đây VIB ở những cái nhịp test lại vùng 17.5 đến đây, tức là bản thân đầu tuần, tức là đầu tuần thì Hùng Lê cũng đã có dự kiến những cái mã cổ phiếu mà có thể đây các anh chị nhé, dự báo kịch bản sớm này, dự báo kịch bản sớm bản tin này là được cùng Lê phân tích ngày nào nhỉ, ngày 13 tháng 2. Ngày 13 tháng 2 thì có phân tích dự báo sớm về kịch bản của STK, dự báo sớm kịch bản của VIB. Đây dự kiến sẽ có 1 đến 3 phiên trả cung ở vùng 18, chúng ta canh mua ở vùng này, dự kiến sau khi test xong cầu ổn định ở khoảng trên 1,5 triệu cổ phiếu thì target dự kiến ở khoảng vùng 21.5 đến vùng 22. Và ngày 13 tháng 5 đây chính là cái ảnh mà ông Lê đã chụp lại sau khi kết thúc ở đây, thì dự kiến là những cái phiên trả cung ở vùng 18 và sau đó thì hút cầu để lên vùng 21.5 đến vùng 22. Ok, đó là những cái phân tích sớm. Đó là những cái hỗ trợ mà Hùng Lê dành cho tất cả những anh chị em đã về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Ok, thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta sẽ có một tuần cuối cùng, một tuần giao dịch cuối cùng của tháng 2 thì Hùng Lê đánh giá là nó sẽ có những cái khó khăn nhất định, nên là cả nhà của chúng ta cũng sẽ chú ý. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái bản tin tiếp theo.